51 Story mến chào quý thính giả. Trong lịch sử phát triển văn minh của loài người, muối đã từng giữ một vai trò quan trọng về kinh tế khi được dùng làm đơn vị trao đổi chủ yếu trong giao thương. Người du mục mang muối để đổi lấy thực phẩm hàng hóa, thương buôn Hy Lạp dùng muối để mua bán nô lệ. Thương dân Venice thường chuyển muối đến bán cho quân sĩ Tantinbao để lấy tiền kim loại. Trong thời kỳ La Mã cổ đại, muối không chỉ là một nguyên liệu quý giá mà còn trở thành một phần thiết yếu trong nền kinh tế và đời sống xã hội. Người La Mã hiểu rõ giá trị của muối đến mức nó được sử dụng như một hình thức thanh toán cho các binh lính. Điều này đã góp phần định hình từ ngữ salary, nghĩa là lương, mà chúng ta sử dụng ngày nay. Nếu đường tơ lụa được coi là một hệ thống những con đường thương mại nổi tiếng lớn nhất thế giới thời cổ đại, là cầu nối giữa hai nền văn minh Đông và Tây thì con đường muối không hề thua kém con đường tơ lụa về tính chất lẫn quy mô. Sử sách đã từng viết về con đường muối nổi tiếng như các con thuyền chở đầy muối từ Ai Cập vượt biển sang Hy Lạp, hoặc muối từ Maroc vượt qua sa mạc Sahara rồi đến tận Bakerto. Những con đường làm nên sự giàu có nhanh chóng cho những thương nhân cổ xưa bởi giá trị của muối tăng tỷ lệ thuận với chiều dài đường đi. Và muối đã từng được đổi ngang bằng với vàng về trọng lượng, một lạng muối đổi một lạng vàng. Đế quốc La Mã trở nên cường thịnh chính là nhờ mọi con đường đổ về La Mã khi từng đoàn xe thổ chất đầy muối của các thương nhân từ phương đông xa xăm theo con đường muối đã đến tận bờ sông Typho của La Mã. Vào thời kỳ đỉnh cao của đế chế La Mã, muối là một tài nguyên quan trọng không chỉ vì công dụng bảo quản thực phẩm mà còn bởi giá trị kinh tế mà nó mang lại. Đường muối Via Salaria là một trong những con đường thương mại quan trọng nhất của La Mã, dẫn muối từ các mỏ muối đến thành phố. Trong bối cảnh này, muối trở thành một dạng tiền tệ, và từ đây, câu chuyện về Salarium tiền lương trả cho các binh lính La Mã ra đời. Binh lính La Mã là những chiến binh tinh nhuệ, và để giữ chân họ trong quân đội, đế chế cần đảm bảo họ được trả công xứng đáng. Salarium, hay khoản tiền trả bằng muối, trở thành một phần trong gói lương của họ. Từ Salarium sau đó đã biến đổi thành từ salary trong tiếng Anh, nghĩa là lương bổng. Sử dụng muối như một phương tiện thanh toán không chỉ là một biện pháp thực tế mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của muối trong đời sống hàng ngày, thể hiện sự kính trọng của đế chế đối với những người bảo vệ đất nước. Qua đó, muối không chỉ là một vật phẩm, mà trở thành biểu tượng của sự đảm bảo và lòng trung thành. Câu chuyện về việc muối trở thành một hình thức thanh toán trong quân đội La Mã là minh chứng cho sự khéo léo của người La Mã trong việc sử dụng tài nguyên sẵn có để duy trì sức mạnh của đế chế. Nó cũng là một lời nhắc nhở về giá trị của những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ xã hội. Ngày nay, khi chúng ta sử dụng từ salary, ít ai nhớ rằng nó bắt nguồn từ việc trả lương bằng muối của các binh lính La Mã. Nhưng qua câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về cách mà những chi tiết nhỏ trong lịch sử có thể định hình nên ngôn ngữ và văn hóa của chúng ta, từ thời La Mã cổ đại cho đến hiện tại. Trong Thánh Kinh, muối là biểu tượng của sự vĩnh hằng, trung thành và thanh khiết. Đến nay, người theo đạo Thiên Chúa La Mã vẫn còn giữ nghi thức bỏ một vài hạt muối ăn vào miệng đứa trẻ sơ sinh, với lòng mong muốn đứa trẻ lớn lên trong trắng không lừa dối. Trong giáo lý của người Kitô giáo cho rằng, muối chứa đựng trí tuệ và lòng nhân từ của Chúa Giê-xu. Muối là lễ vật của người Do Thái dùng dâng cho các thần. Người La Mã cổ đại nói, không có gì ích lợi hơn mặt trời và muối, và họ đặt tên cho vị thần phồn vinh sức khỏe là Salus, thần muối. Trong những bản cam kết, giao kèo ngày xưa, sau khi đôi bên thỏa thuận người ta rắc muối lên bản cam kết để biểu thị khái niệm vĩnh hằng. Tại châu Âu văn minh ngày nay, nhiều nơi vẫn giữ nghi thức đem bánh mì và muối mời khách quý để biểu thị sự tôn kính. Tại Ai Cập và Ba Tư chỉ có nhà vua mới được dùng muối. Ở Pháp, đến tận thời Trung Kỳ, người ta còn lấy muối làm biểu tượng phân biệt địa vị xã hội của khách khứa bên bàn tiệc. Trên bàn tiệc bao giờ cũng đặt đĩa muối trắng, ở nơi dễ thấy nhất để làm ranh giới xếp đặt chỗ ngồi, những vị trí ngay ở phía đầu bàn tiệc được gọi là ngồi trên muối, những người khách thường thường bậc trung, ngồi quây quần, gần đĩa muối, được gọi là ngồi ngang muối, còn khách thấp trong bữa tiệc thì ngồi lùi xa đĩa muối về phía cuối bàn, gọi là ngồi dưới muối. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Đế chế La Mã cổ đại, khi muối là vàng. Trong lịch sử, muối không chỉ là gia vị mà còn là một loại tiền tệ quan trọng, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế của nhiều nền văn minh, trong đó có La Mã cổ đại. Người La Mã đã nhận thức được giá trị to lớn của muối, đến nỗi họ dùng nó để trả lương cho binh lính, từ đó tạo nên từ salary, lương, mà chúng ta sử dụng ngày nay.
Đường muối Via Salaria là một trong những con đường thương mại quan trọng nhất của La Mã, chuyên chở muối từ các mỏ đến thành phố. Điều này cho thấy muối không chỉ là một sản phẩm cần thiết mà còn là một dạng tiền tệ, góp phần tạo nên sự thịnh vượng của đế chế La Mã. Hệ thống đường muối, tương tự như con đường tơ lụa, đã tạo nên mạng lưới giao thương rộng lớn, kết nối La Mã với các vùng đất xa xôi, mang về nguồn lợi kinh tế khổng lồ. Muối đã từng được đổi ngang bằng với vàng về trọng lượng, minh chứng cho tầm quan trọng của nó trong thời kỳ cổ đại. Chính nhờ muối, đế chế La Mã đã trở nên hùng mạnh và giàu có. Mọi con đường đổ về La Mã và mỗi con đường ấy đều mang theo giá trị của muối, góp phần kiến tạo nên một đế chế vĩ đại trong lịch sử nhân loại.